có hai tin, một tin vui và một tin buồn. Để buồn kìa. Vui trước đi. Có bầu rồi, là có bầu rồi. Có bầu. Anh vui mừng không nói bên lời đúng không? Em nói thật thề, em mà điêu thì sếp đánh chết. Mọi người lại là Bạch Vy nè. Mọi người cũng biết là tình hình dịch bệnh bây giờ là việc mua sắm này, đi chợ này, rồi đi siêu thị nó hết sức là khó khăn đúng không mọi người? Mi thấy có nhiều nơi bây giờ còn được phát phiếu đi chợ như thời bao cấp ấy. Đấy, kiểu một tuần chỉ được đi siêu thị hoặc đi chợ 3 lần. Đấy, mà mỗi lần thì xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ đi chợ, đến lượt mình thì hết đồ. Xong rồi nhiều nơi thì bị phong tỏa, không đi chợ cũng không được đi siêu thị, chả đi ra ngoài, không thực phẩm mà ăn. Còn nhiều người còn khổ hơn là còn không có tiền để mà mua ấy mọi người ạ. Mi thì gọi là không khá hơn là mấy. Chỗ Mi ở cũng bao nhiêu lâu nay là cũng bị cấm túc, không được ra ngoài đi chợ, cũng không được ra ngoài đi mua siêu thị, chẳng được mua sắm gì luôn. Nói chung là cấm tiệt ở trong nhà. Thế nên là đến thời điểm hiện tại thì Mi cũng sắp sửa cạn kiệt đồ ăn rồi mọi người ạ. Tất cả thực phẩm là Mi may là tích trữ từ đợt trước ấy là vẫn còn một ít để ăn rè xè trong những ngày vừa qua. Đến hiện tại là nó sắp cạn kiệt rồi. Trong tủ nhà Mi bây giờ chỉ còn lại vài trái trứng và một chút thịt đấy, và một vài mì tôm và một chút gạo đấy. Là những ngày vừa qua là chỉ có mì tôm trứng này, rồi cơm với trứng này, mỗi bữa là một chút thịt rè xè qua ngày. Tuy nhiên là có một thứ rất lâu rồi Mi chưa được ăn, đấy chính là rau củ mọi người ạ. Lâu lắm rồi chưa được ăn rau ấy, cảm giác bây giờ cơ thể Mi đang hết sức là thiếu vitamin rau và chất xơ. Thèm quá, nhắc đến rau mà chảy nước miếng luôn ấy. Không biết là đợt này bạn nào mà kiểu có những cái món gì đấy thèm điên cuồng như Mi không, mà Mi những ngày này á, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến rau, trong đầu chỉ nghĩ đến rau thôi. Thậm chí là nhiều hôm á, ngủ mơ cũng ngủ mơ là đang được ăn một bàn, gọi là một mâm đầy rau củ ấy. Ôi, nghĩ đến là thèm ấy. Hay có khi nào Mi bị nghén không mọi người? Mi thấy biểu hiện của Mi giống kiểu bị nghén rau ấy. Tại vì Mi thấy nhiều người bị nghén hay kiểu thèm ăn một cái món gì đấy điên cuồng, thèm liên tục, ngày nào chỉ thèm cái món đấy thôi. Nhưng cái món khác là kiểu không cần ăn cũng được, mà chỉ cần ăn một cái món đấy là ăn lặp đi lặp lại ngày nào cũng được. Hay có khi nào Mi bị nghén rau thật không? Chính vì thế hôm nay Mi làm cái video này ấy, bởi vì là Mi muốn thông báo cho Lê Hùng cũng như mọi người một tin vui. Ok, bây giờ Mi sẽ phải đi thông báo cho cháu Lê Hùng trước. Vui quá. Anh ơi, anh, mệt quá, em bảo. Bây giờ em có hai tin muốn thông báo với anh, xuống đây. Gì? Em có hai tin muốn thông báo, xuống đây. Đi đây, đi. Mọi người, bây giờ Mi có hai tin vui, tin buồn. Mọi người muốn nghe tin vui trước hay là tin buồn trước? Ở đây, vào đây, nhanh, vào đây. Bây giờ em có hai tin, một tin vui và một tin buồn. Thì anh muốn nghe tin nào trước? Một tin vui và một tin buồn. Bình thường ấy, nếu mà nghe tin buồn xong rồi nghe tin vui thì nó chả còn gì vui, nó mất hứng. Thế thôi, nghe tin vui trước đi. Tin vui trước đi. Được, nghe okay. Tin vui trước. Anh đã sẵn sàng tâm lý chưa? Tin vui là có bầu rồi, là có bầu rồi. Có bầu rồi, là có bầu rồi. Có bầu rồi. Có bầu là sao? Thì có bầu là có bầu ấy, không phải bao nhiêu lần này anh vẫn mong muốn có bầu. Bầu á? Có bầu rồi. Có bầu rồi. Ấm bụng rồi, là ấm bụng rồi. Bầu á? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Bằng chứng đây, cho xem đi.
máy quay đi để xem nào bằng chứng của máy nào. Được. Bằng chứng đâu? Đây. Nào, anh đưa máy quay đây. Từ đây. Đi ra đây. Đi đây. Bầu luôn. Anh không thấy vui à? Anh có thấy bao nhiêu lâu nay chúng mình không được ăn rau và bây giờ rất nhiều rau, anh không thấy vui à? Hả? Sao anh lại làm thật như thế? Bầu đấy, đúng bầu chưa? Sao? Bầu gì nhìn khác gì quả bơ không mày? Bầu, bầu ở trong này nó chỉ nhỏ thế này thôi. Bầu nhìn như quả bơ ấy. Nhưng mà cuối cùng nó đúng là quả bầu chưa? Nó đúng là quả bầu chưa? Nope. Anh sắp được ăn rau rồi. Tối nay được ăn rau rồi. Thế không phải vui à? Đây như gọi là quả bơ bờ. Nhưng tại sao cái mặt anh không vui à anh? Vui lên. Anh phải vui. Sao vậy? Anh sao vậy? Anh còn thấy vui mừng khi mình có rất nhiều rau để ăn này. Đấy là quả dưa chuột. Chưa rửa đâu. Chưa rửa đâu. Sao? Anh không thấy vui à anh? Anh, coi thế em hỏi. Thế bây giờ anh còn có muốn nghe tin buồn nữa không? Anh. Mày, mặt tao này còn chưa đủ thành tin buồn nữa mày. Ủa, rõ ràng tin vừa rồi rất vui mà em thấy rất là vui luôn đi. Nào, bây giờ có nghe tin buồn nữa không? Không. Nghe cái tin vui đã không thấy tí vui nào rồi mình. Thì buồn thì nó còn vui như nào hay là nó buồn như nào mày? Nhưng mà vẫn phải nghe. Không nghe. Phải nghe chứ. Không nghe. Nghe không đi. Không nghe, nghe đi. Không được. Phải nghe. Không 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 nghe. Anh yêu khí. Anh nghe đi. Không. Nghe. Tim vui nó không vui rồi thì tim buồn đảm bảo nó buồn vãi cả buồn luôn. Ok. Điểm này có bầu để ăn úi rồi cứ gọi là phải rồi sướng hơn bắt được vàng còn gì nữa. Mọi người công nhận. Tôi chắc chắn là mọi người con chó Lê Hồng cùng một tư tưởng cùng một suy nghĩ đúng không? Thế nhưng mà mọi người sai rồi. Và bây giờ tôi cũng thông báo luôn cho mọi người một tin buồn nhá. Tin buồn chính là không có bầu, không có cái bầu mà mọi người nghĩ đâu mọi người. Chỉ có cái bầu để ăn được thôi. Cái bầu mọi người nghĩ thì không có đâu. Đấy chính là tin buồn đấy. Ok. À, rất xin lỗi đã lừa mọi người một vố nho nhỏ. Nhưng mà không sao, mọi người vẫn vui đúng không? Vì biết mà. Ok, thế nên là nếu mọi người thích clip này, nhớ